được ban trị sự Phật giáo huyện Tiểu Cần. Giờ đây chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, con xin tắc bạch Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh, theo chương trình của đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566 dương lịch 2022 của ban trị sự Phật giáo huyện Tiểu Cần, giờ đây đã đến giờ chính thức đại lễ được diễn ra. Thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức trong ban thường trực ban trị sự Phật giáo huyện, chư tôn đức ban chứng minh cũng như chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể quý vị quan khách quan hỷ quan lâm lễ trường để tham dự và chứng minh buổi lễ hôm nay. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Đà Bà Giáo Chủ nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương toàn thân gần mọi phương cúng dường ngôi Tam Bảo thề trọn đời giữ đạo theo tự tâm làm lành cùng Phật dạy chúng sanh cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên có xa bề khổ buồn mê chấm quay về bờ giác. Nam mô chứng minh xưa Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà bắt văn phòng ban trị sự Phật giáo huyện Tiểu Cần chữ tôn giáo Phật tăng ni chư tôn đức hiệp đồng bào Phật tử tâm tâm mà tưởng niệm để thân đảng sanh phần lực hai ngàn năm trăm sáu mươi sáu dương lịch 2022 chúng con đồng cảnh nghe rằng nơi cõi trời đấu sức đàn thiên hệ đồ tạc nâng thời tốt trời thần thường giảng phó trăng gian tại tuôn qua tình phản mà gia phụ nhân cảm động lần mang thân thải quang lâm thảm thế vui mừng thay vào đàm đã đàn sống nói quang ca thiết long trời nhàn các trời đài hoa chính rồng tấm Phật tại ta bàn bài đức xin con cùng lũ trồn màu nhiệm thai ẩn linh để bao trước nguyện độ sanh hiện qua thân đề mở đầu tổ đồ. Hôm nay ngày 13 tháng tư âm lịch chư tôn giáo thần ma chư tôn đức tăng ni hiệp đồng bào đệ tử chúng con cung kính quỳ trước đại vàng chi
thành Phật trong ánh sáng. Sống liên hệ hợp kiếm đường sơ nâng bảo tượng. Lại mình cờ thổ kiên thân cả dương công đức bậc thầy ba cõi đồng con tám tổng hồng dẫn vì thắng bốn loài để dứt. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phát đại chính na bình Nam mô Bổn Sư Thích Chư Hòa Thượng Tăng Ni Phật Tử. Đồng bào chiến sĩ trận vong đã nằm xuống trong quê hương đất mẹ Việt Nam phúc, cũng như tưởng niệm đến trưởng lão Hòa Thượng Thích Nhật Huệ, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh, nguyên ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh, nguyên trưởng Ban tăng sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh, nguyên hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Trà Vinh, nguyên trụ trì tổ đình Lưỡng Xuyên thành phố Trà Vinh vừa viên tịch phúc tưởng niệm được bắt đầu. Hãy
yết yom na pay po sma ti a ri a bay chala sa yai som oi pam cha pong a pam mang ko tang lai oi kia chai cha khai lai kom bay mi an lai kom tang la lo pia po ya ri a kia pro kia kom po nghe say mi an som an san kom mi an mo lai quan nam ma su ka ta na pa sa ka pa so ma ni sa na ta 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 ni pi mo Thank you.
Đà Phật.